Rạng sáng ngày 5 tháng 6, đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với công an phường 3 Đà Lạt đã tập trung lực lượng đột kích vào hai căn biệt thự và bắt quả tang 12 thanh niên gồm 6 nam và 6 nữ tụ tập bay lắc dưới tầng hầm. Hai căn biệt thự này liền kề trên đường Nguyễn Trung Trực, phường 3 thành phố Đà Lạt. Lực lượng chức năng phát hiện dưới tầng hầm thứ hai trong các căn biệt thự có hai nhóm thanh niên gồm một nhóm 4 người và một nhóm 8 người đang bay lắc trong tiếng nhạc và đèn chiếu laser. Cơ quan chức năng thu giữ nhiều dụng cụ hỗ trợ sử dụng ma túy. Kiểm tra người tên T, 24 tuổi, ngụ tại Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, lực lượng chức năng phát hiện một gói ni lông chứa chất ketamin, một gói ni lông chứa thuốc lắc. Còn tại căn hầm kế bên, bước đầu công an xác định XT, 27 tuổi, ngụ tỉnh Yên Bái, là người đã mua chất ma túy, thuê phòng cho cả nhóm tổ chức sử dụng. 12 thanh niên đã bị công an thành phố Đà Lạt tạm giữ, bước đầu xác định có 7 người ngoại tỉnh, những người còn lại thường trú tại Đà Lạt và các huyện lân cận.